Chào các bác, trong video clip này em sẽ giới thiệu đến các bác một siêu phẩm chiếc đầu băng cối. Em này thì đã từng làm mưa làm gió trên thị trường trong suốt thời gian vừa qua. Chiếc đầu băng cối TECA6010GSL là phiên bản nâng cấp của 6300 chơi cho chất âm cũng như là góc dáng của nó cải thiện đáng kể. Nói chung là dòng 6010. Đây là một model có thể nói là vua trong cái phân khúc những cái máy chạy bằng 3, bằng 5, bằng 7 inch các bác. Có thể nói rằng cái chất âm của nó thuộc top đầu luôn. Tất cả các cái máy chạy bằng 7, không những của Tech mà của Akai thì không có một cái model nào chất âm có thể vượt qua được cái dòng 6010 này. Nếu như các bác chơi nhạc vàng, nhạc xưa, những cái thể loại nhạc trước năm 75, tiếng nó rất hay, tiếng nó rất dày và tiếng nó rất mộc. Máy thiết kế chạy bằng 3, bằng 5, bằng 7 inch, auto reverse 2 chiều. Tuy chỉ chạy bằng 7 thôi nhưng mà cái kích thước của nó khá là lớn và cái trọng lượng của nó rất là nặng. Đấy, trọng lượng của nó rất là nặng luôn và tiếng của nó cực kỳ là hay. Đấy, tiếng của nó cực kỳ là hay. Hôm nay thì em về được em 6010 GSL đẹp xuất sắc, hàng đấu mạng về còn rất là mới. Em sẽ quay chi tiết cùng với em sẽ tháo nội thất ruột gan ra cho các bác chúng ta cùng xem. Đầu tiên thì nói về thiết kế, em này thiết kế giống với đàn anh 7010 bây giờ phải ngoài 30 triệu các bác mới mua được. Các bác chơi 6010 hoàn toàn hợp lý, chất âm y chang như nhau, nó chỉ khác là nó chạy bằng 7 và còn kia chạy bằng 10. Đấy. Máy thì thiết kế toàn bộ máy thì đặt trong một cái hộp gỗ và sẽ chia làm hai tầng, tầng trên là phần mạch, phần cơ và phần dưới là phần dề, tức là phần âm sắc. Em này thì sắp đặt trần đấu mạng về còn rất là đẹp. Đây, còn nguyên cả cái giấy đệm băng ở đây. Đấy, của Tech rất là đẹp luôn. Mặt mũi không có chảy xước. Đấy. Mặt mũi không có chảy xước luôn. Các bác chúng ta cùng xem với cái thiết kế mặt nhôm phay màu trắng có những đường vân ngang nổi khối trông rất là bắt mắt. Cũng là hồ công tơ mét. Rồi phía dưới đây chúng ta sẽ có cái model TECA6010GSL. Đấy. Và nó mới ở đâu thì các bác hãy cùng em quan sát. Đầu tiên là các bác xem cái phần bánh đà này còn rất đẹp với những cái đường họa tiết vân trải tia. Đấy, sáng bóng rồi những cái tay cơ gần như chưa sử dụng. Sang bên này chúng ta sẽ thấy phần bánh tì còn rất đẹp, trục bô ly trắng nõn gần như là chưa sử dụng. Đấy. Phần model TECA6010 bên dưới thì chúng ta sẽ có hai cụm đồng hồ vu với ánh sáng vàng, rồi các cái phím volume của đường mic, đường line, phím volume tập và các phím gạt để cho phần thu còn rất là mới này. Đấy, sáng bóng luôn. Đấy, sáng bóng luôn, model TECA6010GSL đẹp xuất sắc luôn. Đấy, trục bu ly rất mới, keng sà beng. Đấy, nói chung đây là một em xuất sắc đáng chơi. Rồi đến cái phần vỏ gỗ, em này thì thiết kế với cái vỏ gỗ vân gỗ lim. Đấy, trông rất chắc khỏe, chắc nặng luôn. Đấy, vân gỗ lim rất đẹp. Đấy, tấm lắp lưng em đã tháo sẵn ra, toàn bộ phần ốc nhà em đã tháo sẵn ra và mời các bác chúng ta sẽ xem cái phần nội thất của máy. Các bác chờ một chút, em sẽ tháo hết cái phần nội thất của máy ra để cho các bác quan sát được kỹ hơn. Em sẽ tháo cái phần khay trên và khay dưới để các bác có thể là quan sát kỹ hơn cái chất lượng em máy này. Này còn quá đẹp và sẽ mất công một chút và em sẽ tháo ra tỉ mỉ cho các bác chúng ta xem được chi tiết. Vâng, thưa các bác, đầu tiên là đối với cái phần khay ở phía trên, chúng ta sẽ có một cái hệ thống động cơ là 3 motor. Đấy, phần nguồn được bố trí ở giữa và phần chassis còn 7 màu. Con này rất đẹp luôn, lõn là luôn. Và hệ thống dơ le. Đấy, 6 dơ le này. Đấy. Các cái vỉ mạch rất là nhiều. Đến cái phần cánh quạt gió cũng làm bằng kim loại luôn.
Đấy, con này thì bao đẹp và bao zin nguyên bản, cũng như đẹp xuất sắc, sắt xi 7 màu. Đấy, 76.010. Quá là xuất sắc luôn. Đấy, các bác nhìn tổng thể nhé. Đấy, rồi tiếp theo thì mời các bác chúng ta sẽ xem cái phần âm sắc, cái khay âm sắc của 6010 này. Sắt xi này, 7 sắc cầu vồng. Đấy, sắt xi 7 sắc cầu vồng. Rồi phần bên dưới nữa. Đây, cũng sắt xi 7 sắc cầu vồng và cái phần phía sau này. Đấy, tất cả các cái chi tiết này. Và đẹp như mới luôn. Đấy, đẹp keng sà beng. Đấy, các bạn thấy không ạ? Như mới luôn. Và em sẽ tháo cái này ra. Đây. Này, em sẽ tháo cái phần nắp lưng này ra. Nắp lưng quá mới luôn. Thì các bác có thể thấy là một cái hệ thống những cái linh kiện rất là nhiều. Đấy, nó dày đặc như là một cái chiếc âm ly cổ. Đấy, như một chiếc âm ly cổ của Samsung. Cho nên là rất là nhiều những cái con đèn ở đây có cái tác dụng là xử lý cái mạch âm sắc. Đấy, cho cái tiếng cực kỳ là hay. Đấy, máy móc từ bên bao đẹp và bao zin nguyên bản. Và những cái chiếc áp còn vàng ươm luôn. Này, quá là đẹp luôn. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem cái số series của em này. Em này là 72425. Đấy, máy thì chạy đa cầu điện. Đời này chỉ chạy đa cầu điện các bác nhé. Và cái mức giá của em nó là 14.500.000. Các bác có nhu cầu alo cho em đặt trần. 14.500.000. Sau đặt trần có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc. Và giá em báo sản phẩm không bao gồm phí ship thưa các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.